phát hiện sinh vật lạ leo tường, người đàn ông liền đăng đàn hỏi cộng đồng mạng và sự thật bất ngờ. Mới đây, một người đàn ông đã gây xôn xao khi phát hiện một sinh vật lạ leo lên tường nhà mình. Trong đoạn clip có thể thấy, sinh vật này có vẻ ngoài rất kỳ lạ, khiến người đàn ông tò mò khi không biết đó là sinh vật gì. Qua đoạn clip cho thấy, loài vật này có phần đầu rộng, tai ngắn tròn, mắt to, màu nâu lục nhạt, có màng cảnh phủ tới đầu mốt đuôi, lông trên mặt cánh có đốm nâu xám. Vì muốn biết danh tính của sinh vật lạ trên, người đàn ông quyết định quay video lại và đăng tải lên mạng xã hội hỏi cộng đồng về sinh vật lạ này. Bài đăng sau đó đã nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng và nhiều người đã vào bình luận, đưa ra các giả thuyết về loài sinh vật lạ này. Một số người cho rằng đó có thể là một loài động vật hiếm gặp đến từ một nơi bí ẩn nào đó. Tuy nhiên, một số người cho rằng đây thực chất là một loại chồn bay, một loài vật quý hiếm nằm trong danh sách đỏ Việt Nam, các loài cần được bảo vệ. Với hành vi săn bắt những loài nguy cấp, quý hiếm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Chồn bay hay còn gọi là sóc bay là loại động vật có khả năng bay lượn nhờ lớp da căng giữa các chi của chúng. Chúng thường sống trong các khu rừng nhiệt đới và rừng mưa nhiệt đới, nhưng do mất môi trường sinh sống và săn bắt nên số lượng của chúng đã giảm sút nghiêm trọng. Việc bắt gặp một con chồn bay ở khu vực dân cư là một hiện tượng hiếm gặp và cho thấy tình trạng đáng lo ngại về môi trường sống tự nhiên của loài này. Sự xuất hiện của chồn bay trong khu vực dân cư cũng làm dấy lên nhiều thảo luận về những biện pháp cần thiết để bảo vệ các loài động vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!